Làm sao có thể nào mà biết được là hai vợ chồng sau khi cưới nhau rồi thì có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc? Thì ai cũng vậy, sau khi cưới một người bạn đời của mình về thì luôn luôn là cầu mong có cuộc sống gia đình luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn là trong gia đình luôn luôn ngập tràn tiếng cười. Thì cái yếu tố nào, cái đường dây tay nào có thể là tiết lộ cho mình biết được là sau khi cưới vợ cưới chồng về mình sẽ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc? Thì trong cái video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem những cái đường liên quan, thứ nhất là đường hôn nhân và thứ hai nữa là cái đường tâm đạo. Thì đầu tiên mọi người có biết là gia đình hạnh phúc là gia đình mà sẽ có cái đường mà chỉ tay hôn nhân nó thẳng, đúng không? Như thế này là thẳng này, đẹp này, mọi người thấy không? Gia đình hạnh phúc rồi. Thì có những cái đường chỉ tay mà nó dài, nó gọi nó tới gò thái dương luôn mọi người nè. Và khi cái đường gò thái dương này nè, nó lại xuất hiện một cái đường nó thẳng như thế này. Đây. Những người nào mà có cái đường chỉ tay này, nam á thì chắc chắn sẽ gặp được những người nữ á, gọi là những người là tiểu thư đại cát á, những người mà giàu có. Gia đình giàu có thứ nhất, bạn hai thứ hai nữa là cái bạn nữ này này cũng rất là tài giỏi, cũng là giàu có luôn. Còn người nữ cũng vậy, người nữ thì sẽ gặp những người bạn mà những bạn nam bạn trai sẽ là thật là cũng là giàu có rồi, có một sự nghiệp rất là vững vàng. Do đó những ai mà có cái đường hôn nhân mà chạy thẳng từ cái mép cái con út nè, chạy thẳng tới cái gò thái dương và tiếp xúc với lại cái đường thái dương này, đây là một báo hiệu gọi là hạnh phúc cực kỳ. Đây là những người gọi là gặp được ý trung nhân, giàu có và có cuộc sống sẽ hạnh phúc, tương lai có nhiều tiền bạc. Một cái đường nữa, nếu cái đường hôn nhân mà mọi người để ý này, nó đang như thế này và nó cong xuống và nó tự cong lên, cong xuống và cong lên, hãy nhớ cuối cùng là cái đường hôn nhân nó sẽ cong lên, tuy nó có cong xuống nhưng mà sau này công nhân là cong xuống xong rồi lại cong lên. Thì những đường hôn nhân như vậy thì báo hiệu cho nam hoặc nữ sẽ gặp được một đối tượng phù hợp với mình. Và nếu như trên cái đường chỉ tay này, nếu người nam có cái đường chỉ tay này rồi mà người nữ cũng có một cái đường chỉ tay tương tự như vậy thì đây gọi là sự tác hợp của sự hôn nhân viên mãn, hai người sẽ đi đến những cuộc sống là hạnh phúc ngập tràn tiếng cười hai mọi người nha. Đó, yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba nữa là khi mọi người để ý đường tình, cái đường tình cảm này thế này đây, thì có một cái đường cái chạy thẳng đi gọi thái dương này, thì đây cũng là báo hiệu cho những người gọi là có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Và cái đường thái dương này nó sẽ kết hợp thêm một cái đường gọi là đường hôn nhân thẳng mọi người nha, như thế này đây, hôn nhân thẳng không cong xuống, thẳng thớm lên cái gò thủy tinh như thế này đó. Thì những ai mà có những cái dấu hiệu như mình vừa nói thế này đây, vừa mình mô tả cho mọi người đây, thì những người này sẽ có cuộc sống hạnh phúc tươi vui, trong gia đình luôn luôn ngập tràn tiếng cười. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video, chúc mọi người sẽ cuộc sống thật là nhiều may mắn, niềm vui và trải qua những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống. Xin chào và cảm ơn mọi người.